Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em lên cho các bác những giỏ lan đẹp để các bác sưu tầm nha. Em lên cho các bác này. Một cái giỏ chồn. Một cây chồn to này nhá, một cây chồn to nhá, hôm qua em vừa mua được về. Các bác ạ. 2 cây, 3 cây, 4 cây thôi. Dân nó trồng có 4 cây thôi nha các bác nha. Như em ngón nụ cho các bác này. Để khó nhỉ, cây cây trong này khó ngó lắm các bác ạ. Một cái nụ, hai cái nụ, ba cái nụ, em nhìn thấy cái cây to này này, đấy, cây to này là có ba cái nụ này, và cái cây này có 1, 2, 3 cái nụ nữa các bác nha, 4 cái nụ, cái cây này có 4 cái nụ nha các bác nhá. Cây to này có 4 cái nụ và cây này có 3 cái nụ. Và hai cây này thì em chưa nhìn thấy đâu. Vì là nó cứ ở trong ấy các bác. Một giò chồn như thế này nha các bác nhá. Một cái giò chồn như thế này to như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 200 nghìn nha, 1 triệu 200 nha. Đó. Cho giò số 1 nhá. Nguyên nhìn đã được thấy 7 cái nụ rồi, có 2 cây 7 cái nụ nha các bác nhá. 1 triệu 200. Đây, em lên cho các bác một cái giò cẩm báo. Đấy, hôm qua em vừa lựa được một nhà thôi. Nó được. Cái giò này là có 5 cây nha các bác nhá. 5 cây. Có 1 bông hoa, 2 bông hoa, 3 bông hoa, 4 bông hoa, 5 bông hoa. 6 bông hoa nhá. Cái giò cẩm báo này thuần lâu năm rồi, lá từ gốc nha các bác nha. Đấy, được 6 bông hoa. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 600 nghìn. 600 nghìn nha các bác nha. 6 bông hoa, 600 nghìn. Mà nó thuần lâu năm rồi nên là các bác yên tâm nhá. Cho giò số 2. Em lên cho các bác một cái giò hạc vị thường nhá, hoa thường nhá. Hoa nó là trắng tím ấy. Nó gọi là hồng hồng đấy. Nó đang sưng hết nụ rồi nha các bác nhá. Nếu mà người miền Nam lấy có khả năng là còn được chơi hoa Tết luôn. Một giò hạc vị như thế này các bác này. Ở đằng sau này em để trống nhá. Đó. Nó đều như thế này. Một giò như hạc vĩ như thế này em bán cho các bác với giá là 500. À đâu, 800 nghìn nha. 800 nghìn nha. Cho giò số 3. Số 4 này các bác này. Một giò hạc vĩ 100% là thân tơ nha các bác nha, 100% là thân tơ nha. Như hạc vĩ này nó lại là hạc vĩ trắng. Được có 27 thân hoa nha các bác nha, 27 thân hoa như thế này nha. Nó đang sưng nụ này các bác này. Em đặt vào đầu đã. Đây, nó đang sưng nụ hết này này các bác này. Đó. Quá đẹp luôn. 27 thân nhá. Như thế này nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 3 triệu nhá. 3 triệu nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây nhá. Đây là nó chịt đất này. Đó, nó chịt đất này. Em để như này là nó chịt đất rồi nhá các bác nhá. Một giò hạc vĩ trắng như thế này, 27 thân. Đấy. Cái giò này nó mà không bị lỗi một chút, gãy mất mấy thân thì không phải là giá đấy luôn nha các bác nhá. 27 thân.
3 triệu. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Cái chậu này là chậu 40 nhá các bác nhá, chậu 40 nhá, để các bác tưởng tượng ra nhá. Đang bạn đây nha các bác nha, một giò hạt vĩ này, hạt vĩ trắng này, tiếp tục một giò hạt vĩ trắng. Như giò này thì là cái chậu này là chậu 35 nha các bác nha, chậu 35 đấy. Một cái giò hạt vĩ trắng như thế này nó cũng đang sưng nụ nha, 100% là đang sưng nụ này các bác này. Đấy, một giò hạt vĩ trắng như thế này, cái này thì được có 20 thân thôi các bác nha, 20 thân nha. Em bán giò này cho các bác này với giá là 2.700.000 nha. Đây nha, em đo cho các bác này, để em đứng đây, nó cao như thế này nha các bác nhá, nó cao như thế này nha, đây nha. Đó, em đứng xa 3 mét cho các bác này, để các bác em quay giò lan cho các bác nhìn cho nó rõ này. Đấy, 2.700.000 nhá. Đấy, đấy. Tao làm tao tự hộ tao thì nó tự đeo. Cho giò số 4 nhá. Số 5 này, một cái cây này là cây quế tím nha các bác nha. Quế tím một cây như thế này, lá to nha. Mà được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cả lá ngọn là 8 nha. Có một con nha, nguyên bản từ rừng. Một cái cây quế tím như thế này, vừa lá to vừa nhiều cặp lá. Em bán cho các bác cái cây này cho các bác với giá là 180.000 nha, 180.000 nha. Cho hình số 5, số 6 này, một cái cây quế chỉ thiên như thế này. Đấy, đẹp chưa, nguyên bản từ rừng. Đấy, một cái cây quế như thế này thì em bán cho các bác với giá là 140.000 nha các bác nha. Cho hình số 6 nhá. Bác nào lấy số nào thì cứ báo em số nhá, chứ đừng có bảo là tao lấy hình quế, nó khó lắm các bác ạ. Khó tìm cho các bác ơi. Cứ số nha các bác nhá. Một cái cây quế như thế này nữa. Đấy, đẹp chưa? Cây này này có hai cây nguyên bản như thế này. Em bán cái cây này cho các bác nhá, hai cây như này nhá. Em bán cho các bác với giá là 150.000. 150.000 nha. Cho hình số 7. Số 8 này, một cây thẳng đứng như thế này, các bác về các bác cho con lên đây, nguyên bản. Đấy. Có một cây nhỏ chứ không phải là cây con của nó nhá các bác nhá. Cây nhỏ ở đây. Một cái cây quế tím như thế này nữa. Đấy, em bán cho các bác cây này với giá là 110.000. 110.000 nha. Cho hình số 8. Số 9 tiếp này. Đấy, cũng là cục nguyên bản nhá. Cục nguyên bản, cây này thì lại cây lá ngắn mà lá lại to nha các bác nha. Lá to nha. Cây này thì em bán cho các bác với giá là 120.000. 120.000 nha các bác nha. Đôi 4, 6 cặp lá ấy các bác ạ. Cái bên này có 5 thôi, bên này là 6. 120.000 cho hình số 9 nha. Số 10 này, một cái cây như thế này. Đấy. Một cây thôi nha các bác nha. Cây này thì em bán cho các bác với giá là 80.000 thôi.
80.000 nha. Cho hình số 10. Số 11 này các bác ơi. Một cái giò dáng hương đuôi cáo tiếp nhá. Một cái giò dáng hương đuôi cáo. Cái cây này thì cây to nhá. Lá này này, to chưa các bác? Lá này phải trên 4 sen, gần 5 sen đấy các bác ạ. Mà cây đẹp nhá. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây nha các bác nha. Nó là em tính cho các bác là cứ có ngọn lên là em tính cho các bác là tám đầu ngọn nha. Có hai cây nhỏ còn là sáu đầu ngọn luôn. Một giò mà nó lại là gân thì các bác này, là gân này. Đó, đẹp chưa? Một cái giò cáo như thế này, 6 cây như thế này, em bán cho các bác với giá là 800.000 nha. Thành ra là có 100.000 một cây thì quá rẻ luôn. Mà có cây to như thế này, nguyên cái cây to như thế này em còn bán. Cái cây như thế này nếu mà lẻ ra là phải bán 350 đến 400.000. Đấy, nên là các bác cứ tính làm sao cho nó hợp lý nha. 800.000 nha. Cho hình số 11. Số 12 này. Cái cây này thì chắc là lá phải được 5 sen đấy các bác ạ. Này, cái lá to chưa? Em chưa đo đâu. Đấy, các bác, em cầm cái lá này các bác biết là nó to như thế nào nhá. Đây. Mà cây nó đẹp như thế này. Đấy, còn mấy cái cây này nhỏ thì không tính đâu. Đôi 4, 6, 7 cây. Giò này thì là 7 cây. Có một cây cây to đẹp nha. Một cái giò cáo như thế này em bán cho các bác với giá là 650.000 nha các bác nha. 650.000 nha. Không dám hô cao quá các bác, sợ ngượng mồm ấy. Cái giò này 650.000 nha các bác nha. Đây số 13, cáo đỏ ao luôn này các bạn này. Cáo này cáo siêu đỏ nha các bác nhá, siêu đỏ nên là giá nó chát nha các bác nhá, giá nó chát nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 900.000 thôi, không hạ được nữa nha các bác nhá. 900.000. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. Đôi 4 này. 6 7 cây, đúng rồi, 7 cây. Một cái cây giò cáo đỏ như này 900.000. Nha các bác nha. Cho hình số 13. Số 14 này các bác này. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. 8. Gọi 8 cây đi. Một cái giò cáo đỏ như thế này nha các bác nha. Một giò cáo đỏ như thế này, thuần thì lâu rồi nhá các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 500.000. Bác nào lấy thì lấy thôi. 500.000. Cho hình số 14. Số 15 này các bác này. Một cái giò cáo của em nó như thế này này các bác này. Cái này thì nó lá nó chỉ được có 6 sen rưỡi rồi các bác ạ. 6 sen rưỡi à. 6 sen rưỡi thôi nha các bác nha. Một mẹ một con. Nguyên bản từ rừng, lá từ gốc nha các bác nha. Một giò như thế này. Đây nha, nó như này nha. Đấy, đẹp chưa? Một giò cáo như thế này thì em bán cho các bác với lại liên hệ với em nhá.
liên hệ với em nhá, vì nó to tiền quá nên này em không dám hô, sợ ngượng cái mồm. 6,5 triệu nhá các bác nhá. Các bác cứ alo em. Em lên tiếp cho các bác một giò cáo này này. Các bác cứ liên hệ là cái giò cáo gọi là lá to nhất và đẹp nhất của vườn nhà mày. Thì là em sẽ báo cho các bác nhá. Kết bạn Zalo cho em để em gửi cho các bác. Một cái giò cáo như thế này em bán cho các bác với giá là 300.000 thôi. Vì là em thấy nó mất ngọn hay sao ấy. 300.000. Cho hình số 15 nhá. Số 16 này, 13 cây hoàng nhạn như thế này. Mà nó to, lá nó to như thế này này các bác này. Đẹp tuyệt vời luôn, lá càng ngày càng ngắn luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 500.000 nha. Để mà chi phí mua cây về trồng vào đây là nguyên cái chậu này nó đã 100.000 rồi nhé các bác nhé. Đã 100.000. 500.000 nha các bác nhá. Cho giò số 16. Số 17 đây. Cái giò hoàng nhạn này lá siêu to này các bác này. Đấy. Cái giò này thì nó lại có 5 cây nha các bác nhá, 5 cây. Đấy, toàn cây to thôi. Em bán giò này cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha. Chưa đến 200.000 một cây thì nó quá bình thường luôn. Cho hình số 17. Số 18 này các bác này, một cái giò sơn thủy tiên họng đen. Em bảo hành cho các bác là 100% luôn nhá. Bảo hành 100 luôn. Nên là các bác yên tâm nhá. Một giờ như này. Bé rồi. Đây nha các bạn nhá. Toàn thân tơ hết các bạn. Cái giò này thì toàn bộ thân tơ, có mỗi một thân này là trở ra được một bông hoa năm vừa rồi. Nên là nó đang sưng nụ nha các bác nhá. Nó đang sưng nụ. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.200.000 nha. Một thân, hai thân, ba thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9 thân, 10, 11 thân. 11 thân mà em bán cho các bác với giá có 1.200.000 nha. Sơn thủy tiên hồng đen nha. Cho giò số 18. Số 19 này, 1 thân này, 2 thân này, 3 thân này. 4 thân này, 5 thân thôi. 5 thân ra được hoa nha. Và có một ít nhỏ nhỏ này. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Cho hình số 19. Số 20 này các bác này. Một cái dề sơn thủy tiên họng đen em trồng vào gỗ như thế này nhá. Gỗ này là gỗ nó nặng nhá. Đấy. Em bán giò này cho các bác này với giá là 2.500.000 nhá. Như cái giò này em chỉ bao ship giò này thôi nhá. Cái video hôm nay em chỉ bao ship giò này thôi. 2.500.000 nhá. Cho hình số 20. Số 21 này. Một thân ra là hoa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thân nhá. 10 thân ra được hoa nha các bác nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 900.000 thôi. 900.000 thôi các bác nhá. Sơn thủy tiên họng đen nhá. 100% là sơn thủy tiên họng đen. Em bảo hành mà.
Cái này là địa lan mạc xuân, hoa siêu thơm nha các bác nha. Hoa siêu thơm nha. Cái này thì nó chỉ được có 8 bông hoa thôi. 8 bông hoa nha các bác nha. Tám bông hoa, một giò địa lan mạc xuân như thế này em bán cho các bác với giá là 550.000 nha các bác nha, 550.000 nha. Cho hình số 21. Số 22 này các bác này, một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy, to như thế này nha các bác nhá. Như này. Em bán cho các bác với giá là 200.000 thôi. 200.000 nha. Cho hình số 22. Số 23 nha các bác nhá. Đây nhá, gà nó đang nụ đây như này rồi nha các bác nhá. Đấy, nụ đây là một giò gà như thế này, nó đã sưng nụ rồi nhá. Em bán cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho hình số 23. Số 24 này các bác này, có 3 thân hoàng thảo u lồi thuần thôi nha, hàng thuần nhá. Cái này là hàng thuần, 3 thân rồi như 4 mầm gốc. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cái thân này nó bị gập nhưng nó không ảnh hưởng gì đến hoa nha các bác nha. 250.000. Cho hình số 24. Số 25 này, một cái giò dáng hương tam bảo sắc siêu to như thế này. Cái này phải thùng xốp to nha, nó vào 65.000 tiền cước nha. Không ít đâu nha các bác nha. Tương đối là to nên là em bán cho các bác giò này với giá là 300.000 nha. Đây các bác nhá. Nụ nó ở đây là một nụ là cái như cái thân này là nó đang có một cái nụ thôi. Đấy, một thân này có đang một cái nụ. Thân này cũng có một cái nụ à. Đây cái này nó cũng có nụ này. Nó đang sưng nụ rồi nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha. Cho hình số 25. Số 26 này, một cái giò hoàng thảo kèm to như thế này. 10 thân hoa nha các bác nhá, 10 thân hoa nha, dài nhiều nghẽo luôn. Đấy, nó còn quá cả ấy này rồi này. Mật quả thì siêu nhiều. Em mua của dân nên là nó rất ui ôi mầm gốc này. Một thân này nó còn ra được 3 mầm gốc này, 4, 5 mầm gốc này, 6, 7 này. Ô nhiều lắm các bác ơi. Được nhiều mầm gốc lắm. Cái này năm nay các bác phải rơi vào tầm 15 đến 17 mầm gốc nha các bác nha. Năm nay nhá. Một giò hoàng thảo kèn như thế này em bán cho các bác với giá là 3 triệu nha, 3 triệu nha. Cho hình số 25 đúng không? À 26. Đây nhá, em lên tiếp cho các bác nha. Hàng trung bình và hàng thường. Đây, có đôi 4, 6 cây, 6 cây nhá. Cái này thì thuần vườn em lâu rồi nhưng nó chưa ra hoa lần nào. Nó ra được từ dân một bông hoa rồi, các bác ạ. Nếu mà giò này được cây nào trắng thì cho em xin cái ki nhá, các bác nha. Các bác nha. Một giò này người ta gọi là cáo nha, dáng hương đuôi cáo nha, như thế này. Bác nào lấy thì em gả cho là 350.000 nha các bác nha. 350.000
Năm ngoái cái cây này có một bông hoa rồi. Và cây trong này thì có một bông nữa. Cây trong này có một bông nữa. 350.000 nha. Cho hình số 27. Hình như cái số 23 này hôm nọ mày cả bán này đấy. Trồn đấy. Không biết cái đấy là cái kia. Đúng rồi, nó đấy. Đây nè, bác nào muốn lấy cái dòng kiều dẹt nha các bác nha. Một cái giò kiều dẹt to như thế này. Đấy, em trồng cũng rất là đẹp nha. Cái này thì em mới trồng thôi. Bác nào lấy cái giò như thế này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha. Mới trồng thôi nên là mới giá đấy. Còn nếu mà nó mà đã thuần rồi thì không phải giá đấy nha. 350.000 nha các bác nha. Cho hình số 29. Lấy cho anh mấy dầu kiều. Số 30 này các bác này. Một cái giò này người ta gọi là siêu nụ nha các bác nha. Siêu nụ nha. Quá nhiều nụ luôn. Đây toàn thân hai nụ mới ba nụ. Đây là nụ nó to như này rồi nha các bác nha. Đây nha, nụ nó như này nha. Một cái giò kiều siêu nụ như thế này. Đấy, cứ hai nụ rồi, hai nụ rồi. Đấy. Em bán giò này cho các bác nha. Với giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 nha. Cho giò số cho giò số 30. Số 31 này các bác này cũng là siêu nụ này các bác này. Này. Đấy các bác này, nụ này nhá. Đấy. À cái giò đấy số 29. Số 30 đây nhá các bác nhá, số 30 đây nhá. Giò như thế này cũng to mà tán đều. Em cũng bán giò này cho các bác với giá là 1.400.000 nha. Cho hình số 30. Số 31 này. Cái này, cái giò này là kiều trắng nha các bác nha. Kiều trắng nha. Đấy. Ra hoa tại vườn nhà em rồi. Cái nó bé bé này thì em đếm hoa cho các bác nhá. Một này. Ồ, sao cái này ít thế nhỉ? Cái này được có mỗi một bông thôi các bác ạ. Cái này được mỗi một bông thôi. Nên là bác nào lấy thì em để cho là 500.000 nha. Vì là nó to. Cho hình số 31. Số 32 này các bác này. Giò này thì nhiều bông, hai bông này, năm bông này, đấy, sáu bông này, bảy bông, tám bông, chín bông, 10 bông, 11 bông, 12 bông, 13 bông. Các bác nhá, một giò như thế này em bán cho các bác là 13 bông nhá, 13 bông nhá. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha. Nó ít thân nhưng nó nhiều hoa. Cho hình số 33. Số 34 này, 3 bông hoa luôn này các bác này. 3 nhá. 5 nhá. Đấy. 6 nhá, 7 nhá. 8 nhá. 9 nha, 10, 11 bông. Cái giò này thì được 11 bông. Như thân lá nó đều. Đấy. Em cũng bán cho các bác với giá là 650.000 nha. Cho hình số 34. Đây, số 35 này. Một cái giò này người ta gọi là giò dáng hươu nuôi cáo. 3 thân nha, 3 thân nha, như này nha. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 220.000 nha.
cho hình số 35. Đây nha, em lên tiếp cho các bác nha. Một cái giò kiều siêu tím nha, kiều siêu tím nha. Một cái được có mỗi một bông thôi các bác ạ. Mỗi một bông thôi, siêu tím luôn. Đấy, như thế này. Bác nha, bác nào lấy cái giò kiều siêu tím như thế này, hoa ở đây rồi nên là các bác yên tâm nha. Em bán giò kiều siêu tím như thế này cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Cho hình số 36. Số 37 này, một cái giò quế có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Đấy, bao tiền này? 6 cây, 5 cây cây quế như thế này nha các bác nha. Đấy, như thế này. Bác nào lấy thì em gả cho là 600.000. 600.000 nha các bác nha. Đấy. Cho hình số 37. Số 38 này. Một cái cây quế mẹ con và một cái cây trong này là em ghép thêm vào nha các bác nha. Một cái giò quế như thế này em bán cho các bác với giá là 750.000 nha các bác nha. 750.000 nha. Như thế này nha, có một con ở trong này nha. Cho hình số 38. Số 39 này, một cái giò kim điệp nhựa này các bác này, một cái giò kim điệp nhựa như thế này. Đấy, to nhá. Một giò kim điệp nhựa như thế này em bán cho các bác với giá là 1 triệu nha, 1 triệu nha, rất to luôn, hai mặt đấy nha các bác này. Đấy. Cho hình số 39. Số 40 nè, hai thân, à ba thân Korakuki nha, Korakuki nha các bác nha, ba thân như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 700.000 nha, 700.000 nha, Kuki nên là nó đắt nha. Nó thành ra là có chưa đầy 250 một cây, nên là rẻ nha các bác nha. Cho hình số 30, à 40. Số 41 này, một cái dề luôn nha các bác nha. Một cái dề như thế này. Căn bản là nó không có không gian để quay cho các bác nhìn thôi. Đây em quay xa này cho các bác này. Các bác nha. Đây, một cái dò như thế này, một dề. Đây là các bác này. Đấy. Cái này là dáng hương tam bảo sắc nha các bác nha. Dáng hương tam bảo sắc như thế này nha. Bác nào lấy cái giò dáng hương tam bảo sắc như thế này, em bán cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha. Rất nhiều thân luôn. 1 thân này, 2 thân này, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9 thân, 10 thân, 11 thân. 11 thân mà hàng một dè mà nào nó đang có nụ rồi nha các bác nhá. 1 triệu cho giò số 41. Số 42 này các bác này. Cái này người ta gọi là trúc Phật bà nha các bác nhá. Nó đang sưng nụ này các bác này. Đấy, nụ nó đây nhá. Nụ đây nhá. Đấy. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 380.000 nha. 380.000 nha. Toàn bộ thân tơ hết. 380.000. Cho hình số 42. Số 43 này. Một cái giò kiều này là người ta gọi là kiều tím miền Trung à. Một cái dè giò kiều tím miền Trung như thế này nha các bác, phải về cái này thì các bác phải về cho vài chậu 40 thì nó mới hợp được các bác ạ. Nó siêu nhiều thân,
siêu nhiều thân nha các bác nha. Một giò to như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 3 triệu nha. Được. Thế, 1,5 triệu. 1,5 triệu. 1,5 triệu thôi nha. Em hồi nhầm. 1,500,000 nha. Cho hình số 43. 1,500,000 nha. Em xin lỗi các bác rồi. Em không biết giá. Cái giò đấy thì em không biết giá. Ba cây giá chúng ta bảo sắc như thế này. Nó đã sưng nụ rồi nha các bác nha. Đây, cái này, cái cây to này thì có một cái nụ rồi. Em nhìn thấy đâu. Nhìn thấy thì báo rồi nha các bác nha. Còn hai cây này thì em thấy chưa có. Đó, như thế này. Một giò dáng hướng tam bảo sắc như thế này, bác nào lấy thì em gả cho là 180,000. 180,000 nha. Cho hình số 44. Số 45 này các bác này. Thân này thân già rồi, à thân non 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 thân. Có 3 thân ngắn và 16 thân hoa. Đây nha các bác nha. Một rề nha. Đây. Em để như thế này là chịt đất rồi nha. Để như này là chịt đất rồi này. Đấy, một cái giọ. Giò này là giò hạc vĩ trắng tiếp nha các bác nha. Một giò hạc vĩ trắng như thế này. Đấy, đang sưng hết nụ như thế này, cái gai gai như thế này thì các bác nhìn thấy rồi nữa, đúng không? Một cái giò hạc vĩ trắng như thế này em bán cho các bác với giá là 2,800,000 nha. Đây, em cầm cho các bác này. Đây. Đấy. 18 thân, 2,800,000. Hạt vị trắng nhá. Cho hình số 45. Đây, số 46 này. Em đếm tiếp thân cho các bác này. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 thân. 23 thân nha các bác nha. Như thế này nha. Đấy, em phải đứng xa như thế này. Em như thế này vẫn còn chưa hết này các bác này. Đấy. Một giò hạc vĩ trắng 23 thân như thế này. Đây nha các bác nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 3 triệu nha. 3 triệu. Cho hình số 36. 46. À 46. Số 47 này các bác này. Đấy, một cái giò kiều này là kiều vuông lộc bác nha. Một giò to như thế này. Em bán cho các bác với giá là 350,000 nha. 350,000 nha các bác nha. Cho hình số 47. Số 48 này. Cái này là kiều trắng nha các bác nhá. Cái này này chưa có nụ đâu. Em bán cho các bác với giá là 350,000 nha. 350,000 nha. Cho hình số 48. Số 49 này, cái này là kiều tím miền Trung nha các bác nha. Cái này là kiều tím miền Trung nha. Bao nhiêu? 450. Cái giò kiều tím miền Trung như thế này, bác nào lấy thì em bán cho các bác với giá là 750,000 nha. 750,000 nha. Cho giò số 48. Đây, số 49 này các bác này. Một cái dè hạc
dáng hương tam bảo sắc nó đẹp như này, xếp rụt rịt như này. Đây. Đấy. Em bán giò này cho các bác nhá, với giá là 1.500.000 nha, nó đang sưng nụ rồi, nó cái này thì nó to em không đếm nha. 1.500.000 nha. Chơi số 50. Số 51 này, một cái giò này là giò son môi nha các bác nha, giò son môi nha. Giò như thế này, to như thế này. À, em bán cho các bác với giá là 250.000 thôi. 250.000 nha, son môi nha. Cho hình số 51. Số 51 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu ạ. À.